Ở nhà rồi con học bài, tao đi giao lộ hôm nay tí nữa về. Vào bài. Bố dạy con học cẩn thận nha. Yên tâm, con cứ nghe bố là được. Nào, học nha con. Đây là các câu ca dao thuật ngữ. Ăn quả chấm 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 trồng cây. Con điền vào chấm nào. Ăn quả thì phải làm sao? Chấm muối. Ui ơi, ai bảo chấm muối? Thế không ngon hơn thầy bố ăn quả chấm muối mà. Đấy nữa khác, đây là câu ca dao thuật ngữ mà. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhớ chưa? Ăn quả chấm muối. Trồng cây. Chấm muối. Trồng cây. Chấm muối. Thôi, chuyển đi. Uống nước thì phải làm sao? Lấy cốc bố ạ. Con chuyển môn toán đi. Học toán nhá con. Ok bố. 5 trừ 2 bằng mấy con? Khó nhỉ. Có gì đâu mà khó à. Bố ví dụ này. Con có 5 cái kẹo mà con ăn đi 2 cái kẹo thì còn mấy cái kẹo? Là như nào bố? Là như này này. Bây giờ con có 5 cái kẹo, bố lấy của con 2 cái kẹo thì con còn mấy cái kẹo? Không biết đâu. Sao bố lại lấy kẹo của con? Thương mẹ ơi. Bên sao vậy? Không mua quà cho vợ, đánh con đi này. Ông biết nay là ngày gì không? 20 tháng 10. Thế quà đâu? Đã là vợ tao ấy, thì không bao giờ tao tặng quà. Mà đã là vợ tao ấy, thì phải biết tiết kiệm tiền cho tao. Nên tao không tặng. Thấy sao? Được, thằng này bản lĩnh đấy. Ngu như mày đấy mà. Ủa cầm gì ở tay đấy? Đâu làm gì có cái gì? Bố định mang tặng cô giáo đúng không? Còn cái gì ngay nữa. Bố cho con hai gói bim bim. Con dùng bị mất ta. Bố làm gì có tiền cho tay con. Nhìn nhìn xem, bố hãy lấy sâm thu nữ, bố hãy tặng cho cô giáo. Đưa đây. Chết chưa, có hai gói bim bim mà không cho con. Mày chứ biết cái gì? Mẹ con mày chả được cái nước gì. Ơ, kiến ơi, bò bò đi, kiến ơi, kiến ơi. Đi, ma quỷ có tiền mà sợ. Cô giáo thông cảm nha, hôm nay cô về hơi muộn một tí. Vâng, không sao chị ạ. Nào, cô giáo ở đây, bố Hải lại về. Cái gì? Ai mà ông lại về? Hôm nay cô giáo về, đêm hôm này ma quỷ đầy, sợ lắm. Ông bảo trong quan để tôi lại cô giáo về. Láo nháo nó quen đi. Bạn ơi vào việc nha. Cô giáo ơi, cô có sợ ma không? Ủa, em sợ lắm chị ơi. Ý, ma quỷ có gì mà sợ. Kinh lắm chứ. Bạn ơi, ok rồi nha. Ma. Ma ở đâu? Ở ngoài đường, anh không cho cô giáo về đâu. Ơ kìa. Được rồi, để anh cho cô giáo về cho. Sốt ruột nhà ông này đi đâu mà mãi không về chứ. Đây, về đây. Mặt ông bị sao vậy? Mùi nó đốt. Này, ở đây mà ngủ. Cứ đợi đấy. Rồi sẽ gọi vào cho mà xem. Sao cái này hôm nay mà ông không giao? Mùi ở đây kiểm điểm bản thân đi. Ừ, bố đấy. Sao bố giờ nhìn khác vậy? Thôi, con đừng nói nữa. Con chạm vào nỗi đau của bố rồi. Cuộc đời của bố ấy, gặp mẹ mày là một thảm họa lớn, một bi kịch lớn. Giờ này mà bố có một điều ước ấy. Bố gì? Bố ước ấy, bố không phải lấy mẹ mày. Thế bố bật mẹ đi. Bật mẹ mày á? Thôi, mẹ mày chấp gì? Bố mày bật á, con mày đá sức mồm. Đấy,
bỏ đá suốt mồm ai. Sao bây giờ anh muốn đi giao hàng hay là dạy con học? Thôi để anh đi giao hàng cho. Này nhà dạy con nhá. Đi vào học. Mẹ ơi, mẹ học cái gì vậy mẹ? Hôm nay con học lịch sử nha. Đây là mốc lịch sử rất là quan trọng với mẹ. Thế mẹ đâu? Mẹ đây. Không phải. Thế con nghĩ đây là ai? Hổ cái. Ai bảo con vậy? Bố hai bảo mẹ nhất con hổ cái. Rồi rồi, mày xong rồi. Chết chưa, ai bảo không ngồi lắm rồi con. Con muốn đi chơi không? Có mẹ. Vậy bây giờ giải được bài toán này mẹ cho đi chơi. Khó thế nhá. À, có cách rồi. Ôi, bố giúp con này đi. Thôi, tự học đi con. Chắc bố lại không giải được rồi gì. Con nhầm này, bố có mấy bạn đại học cơ. Bạn đại học này, bạn cao đẳng này, bạn cử nhân này, bạn chiến sĩ này, bạn thạc sĩ này, bằng lái máy bay này cơ. Còn con thích ấy, bố mình dạy luôn. Thế bố giải đi. Được. Bài này dễ ợt. Tìm x cộng 2 bằng 3. Thế con biết x ở đâu không? Không bố ạ. Đây, x ở đây con. Thấy chưa? À, hóa ra là vậy à. Vậy x ở đây. Nhớ chưa con? Vâng, con biết rồi. Hay báo bố mày lắm. Hôm nay thì biết đấy. Đợi nhé con. Con là chắc là con tìm được x chưa? Đây, x đây mẹ. Học hành vậy à? Ôi, nhà này giàu thế nhở? Ôi, xe ước mơ. Sao nữa? Xe xịn đấy. Cô đang làm gì đấy? In, con bố mình bắt cóc bây giờ. Mày ngon nhỉ? Láo nhở? Thích sơ lô. À, con này giỏi nhở? Mày vào đây. Khoan, con lại chờ tí. Con là ai cả Yến à? Đâu, đứa nào? Cho xin cái tên. Cô Yến nhà bên ý. Cô Yến ạ, đợi cô tí. Con là lâu thế nhở? Thôi đi thôi. Thôi trời tối rồi, ở nhà mai đi nhá. Đùa chào đấy à? Bố ơi, tay bố có gì rồi? Cái gì là cái gì con? Cái này này. À, cái này là cái nhẫn. Không phải. Thế cái này là cái gì? Cái này là sai lầm của đứa trẻ. Đúng, là cái sai lầm của đứa trẻ. Bố đã không muốn nói là con nhắc là gì. Đấy nhá. Bạn ơi, vào việc đi. Ui ơi, sao đến nhanh ấy. Hôm nay anh cứ dọa thoải mái thôi nhá. Nay bạn mình sao nhỉ? Lạ nhỉ? Gại đi. Bạn đi. Tuổi gì mà chơi mẹ xe ăn? À, dê cậy. Dê. Dê, bạn đi ngủ. Bố ơi, sao con đi học về? Bố định làm gì đấy? Bố có cách để từ nay không phải đưa con đi học nữa. Cách gì vậy bố? Liệu có ổn không bố? Con yên tâm, cứ nghe theo bố là được, nhá. Rồi, đi thôi.
Táo ơi, tình hình là cháu đau chân, khả năng cô sắp xếp lịch đến tận nhà dạy cho cháu, cô Táo ạ. Thế cháu có đi được không anh? Dạ, cháu không đi được cô Táo ạ. Nói chung là cháu đi khó khăn lắm cô Táo ạ. Thôi được rồi, để em thu xếp lên tận nhà dạy cho cháu anh nhá. Yeah, cảm ơn cô Táo nhiều nhá. Ơ, nhưng mà anh ơi. Hả? Nhanh lên nữa. Nhanh lên chứ nào, mẹ làm bố lục lắm rồi đấy. Nào, há miệng ăn nhanh còn học nào. Nào, mâm. Cô dạy em học đi. Nào, học nha. Đây là số mấy? Số 1 à. Số mấy nữa đây? Số 2 à. Đúng rồi, đây nữa nào. Số 3 à. Chuẩn luôn, con Hải giỏi quá. Bạn Hải đang cho cô số 1 tiếng Anh là gì? Là oan à. Số 2 tiếng Anh là gì? Chu à. Số 3 tiếng Anh là gì? Là Sri à. Sai rồi, để cô lọc lại nhá. Đây là Truy. Dạ vâng à. Giỏi quá, để cô thưởng cho bạn Hải chùm nho nha. Này anh ơi, em làm gì ở cổng em vậy? Ô, hóa ra là mơ. Cô giáo về rồi à? Vâng, em vừa đi dạy về. Thế anh tìm em có việc gì không? Chuyện là như này, cô giáo có dạy thêm tiếng Anh không ạ? Có anh ạ, nhưng mà đợt này em bận lắm. Cô giáo ơi, vừa nãy em đã đau cổ rồi, bây giờ muốn cho con ăn học đàng hoàng. Mà đi tìm hết ra sư này, ra sư nọ, nhưng mà các cô đều bận rồi. Bây giờ là em muốn cho cháu học thêm tiếng Anh cô ạ. Cô thu em quả này nhá. Thôi anh nín đi, ý anh là muốn dạy tiếng Anh cho cháu đúng không? Dạ vâng ạ. Thế đây có gì để mai em thu xếp nhá. À, cô giáo thu xếp xong rồi báo cho em nhá. Vâng, có gì mai em gọi sau nhá. Dạ vâng ạ, em biết em về ạ. Vâng, anh về nhá. Vâng. Úi giời, 2 ngày rồi mà chưa lên nhau à. Xuất chiều đi. Được rồi. Mày nghỉ đã mệt lắm rồi. Không đánh nhau nữa à? Mày nghỉ đã. Lớn rồi, nghịch vừa thôi. Nói mày nghe chứ. Kiểm tra từng anh xem học hành thế nào rồi. Ok mẹ. Dỡ lên. Tiếp. Yeah. Được đấy. Thấy chưa, anh bảo là gần. Đấy là mới con đang đi học nhá. Một thuê cô giáo về tận nhà dạy, khả năng con mình còn giỏi hơn nữa em ạ. Nghe cũng hợp lý đấy. Biết ngay mà. Anh em bị chán ơi. Hey. Cô đây nhá, giờ cô ở đây dạy tới tối nhá. Không phải về được các bạn. Đi, cô đi vào đây. Tối nay cô giáo ngủ ở đây nhá. Vâng. Thôi học rồi.